Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ sẽ không để cho tất cả quý vị và các bạn chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với phần bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Nguy cơ gia tăng bệnh khi trẻ đi học. Sau một thời gian dài giãn cách, học online, khi trở lại trường và gia tăng tiếp xúc, trẻ rất dễ có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm. Lý giải về điều này, các bác sĩ cho biết, trẻ nhỏ là nhóm tuổi rất dễ lãng quên tiêm chủng vì thời gian 2 năm dịch đã làm gián đoạn nhiều mũi tiêm chủng của trẻ. Do đó, vô tình tạo ra khoảng trống miễn dịch và khiến bé phải đối diện với nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khi học tập và sinh hoạt chung với nhiều bạn bè ở trường. Trẻ mầm non có thể mắc nhiều bệnh dễ lây nhiễm như bệnh về da, dị ứng, sốt virus, viêm phế quản, viêm phổi, đau mắt đỏ. Vậy giải pháp nào để trẻ quay trở lại trường học và sống chung an toàn với các bệnh truyền nhiễm khác? Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ và nhà trường nên chú ý tiêm phòng đầy đủ cho bé, tiêm bù đủ các mũi tiêm phòng còn thiếu, vệ sinh môi trường sống và môi trường học tập cho bé, tăng cường sức đề kháng cho trẻ thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể dục thường xuyên, tránh thừa cân béo phì, kiểm soát tốt các bệnh mãn tính, tránh nhiễm lạnh, đảm bảo thông khí tốt trong môi trường sống và học tập, vệ sinh bàn tay trẻ thường xuyên, cho trẻ đeo khẩu trang khi tiếp xúc người khác, hướng dẫn trẻ để rác thải đúng nơi quy định. Khi có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, viêm hô hấp, tiếp xúc yếu tố nguy cơ, cần kiểm tra ngay và tránh tiếp xúc với người khác khi chưa có kết quả xét nghiệm. Cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện khi có những triệu chứng sau: sốt cao trên 39 độ, máy đo biểu hiện SpO2 dưới 95%, đau ngực, tim đập nhanh, thở nhanh, các dấu hiệu đau đầu, nôn nhiều để kịp thời điều trị cho trẻ. Các trường hợp trẻ vui chơi hoạt động bình thường thì chỉ cần theo dõi trẻ tại nhà. 9 lợi ích tuyệt vời của omega thực vật đối với sức khỏe của bé. Thúc đẩy sự phát triển của não bộ. 2 năm đầu đời là giai đoạn não bộ phát triển mạnh mẽ nhất. Kích thước não bộ của trẻ sắp xỉ bằng 80% kích thước não người lớn. Để hoàn thiện quá trình này, não bộ rất cần sự tham gia của omega 3. Đây là thành phần được ví như viên gạch xây não bộ. Nó chiếm tới 60% cấu tạo của não bộ, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng cả cấu trúc và chức năng não bộ cho bé. Trong một nghiên cứu về omega 3 có tác dụng gì, các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm trên một nhóm trẻ độ tuổi đi học. Kết quả, sau 4 tháng sử dụng omega 3 liên tục với hàm lượng 600mg một ngày, kỹ năng đọc, viết và tính toán của trẻ tốt hơn hẳn so với nhóm chỉ sử dụng giả dược. Giúp đôi mắt thêm khỏe, omega chịu trách nhiệm cho hoạt động bình thường của võng mạc và làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt và suy giảm thị lực. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một trong những công dụng tuyệt vời của chúng là khả năng ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh liên quan đến tim mạch. Bởi vì axit béo này giúp giảm lượng triglyceride có trong cơ thể mỗi chúng ta. Ngủ ngon giấc hơn, khi cung cấp đủ lượng omega cần thiết sẽ có tỷ lệ thuận với lượng hormone melatonin sản sinh ra. Đây là một trong những hormone cần thiết để bạn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Chống viêm, tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Omega tham gia vào quá trình tăng cường hệ miễn dịch bằng cách giảm viêm và cải tiến thành phần hóa học trong máu của bé. Ngoài ra, nó làm tăng tổng hợp protein cơ, giảm nguy cơ hen suyễn. Một số nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins Hoa Kỳ cho thấy những người bị bệnh hen suyễn có lượng omega 3 thấp hơn so với những người thường. Do đó, sử dụng omega giúp giảm nguy cơ hen suyễn. Cải thiện sức khỏe của xương khớp. Omega 3 có vai trò quan trọng trong kết cấu của hệ xương khớp. Nếu thiếu omega 3 sẽ gây ra hiện tượng đau nhức xương, khớp sụn, khiến khớp dễ bị tổn thương khi có va chạm bên ngoài nếu vận động mạnh. Ngoài ra, omega 3 còn giúp điều chỉnh tâm trạng, giúp giảm triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Hiện nay, có hai loại omega là omega động vật và omega thực vật. Omega động vật chủ yếu có trong cá và các sản phẩm chiết xuất từ cá. Omega thực vật có trong các loại hạt và các sản phẩm chiết xuất từ các loại hạt. Tuy nhiên, omega thực vật đang trở thành cơn sốt vì an toàn, lành tính, không tanh, dễ dung nạp với trẻ hơn. Ngoài ra, omega thực vật còn chứa lượng vitamin E tự nhiên, nên bảo toàn omega không bị biến chất tốt hơn. Kính thưa quý vị, những năm tháng đầu đời là thời gian quan trọng nhất của các bé vì đây là giai đoạn tiền đề để cho trẻ em hoàn thiện về mọi mặt. Trong đó, vấn đề phát triển não bộ và tư duy của bé luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Đặc biệt là việc cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng giúp
tăng cường trí não cho trẻ. Các mẹ cần am hiểu những dưỡng chất nào cơ thể không tự tổng hợp được mà cần phải bổ sung cho bé từ bên ngoài. Và phân biệt được các vi chất giống và khác nhau như thế nào, chúng có vai trò quan trọng ra sao đối với sự phát triển của bé là rất cần thiết. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề vô cùng thú vị, phân biệt sự giống và khác nhau giữa DHA và Omega, những dưỡng chất quan trọng hàng đầu giúp hỗ trợ sự phát triển trí não cho bé. Chúng tôi hy vọng chủ đề ngày hôm nay sẽ giúp cho các bà mẹ bổ sung dinh dưỡng cho con một cách đúng đắn nhất. Và ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Quốc Bảo. Xin chào khán giả xem truyền hình. Quý vị ơi, nếu như tất cả quý vị khán giả còn có những câu hỏi và thắc mắc về cách chăm sóc sức khỏe cho bé thì hãy gọi ngay cho chương trình qua số tổng đài 1800 8070. Các chuyên gia và các bác sĩ của chúng tôi sẽ sẵn sàng để giải đáp cho tất cả quý vị. Và đặc biệt chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng đã đồng hành cùng với chương trình, Phyto Bimbi Omega Junior, Omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thị lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiểu phẩm của tuần này. Trời, mình đã dặn rất là kỹ rồi, phải tuyển, phải lựa cho mình những cái em mà ngon ngon. Hàng mới, hàng lựa, hàng chọn. Em này lép quá. Trời đất ơi. Em gì vậy? Anh quá lép rồi lắm nha. Em. Trời ơi. Anh thấy chưa? Cái gì vậy? Anh kêu tôi đẻ con cho anh đi. Rồi bây giờ tôi đẻ xong tôi xấu tôi già. Bây giờ anh kiếm hàng mơn mởn hả? Em nói cái gì vậy? Rõ ràng đó, nó là bao nhiêu hàng của chi. Rồi má ơi, má ơi, má đâu rồi má? Má nè, má nè. Má coi chồng con kìa má ơi, ảnh ngoại tình má ơi. Con đọc đóng tính á, con nắm đầu nhỏ đó. Con nắm đầu chồng con để cho chạy mất tiêu hết trơn rồi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi hả? Má đi tìm khắp qua nhà rồi, tìm dưới gầm giường, gầm ghế con không có nó luôn. Mà hai người đang nói chuyện gì vậy? Cái con mà hả hàng mơ mởn của anh á, bao nhiêu tiền cũng chi, nó đâu rồi, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Đất ơi. Hàng mới mơ mởn mới nghe tức thì nè. Dạ đây, hàng mới mơ mởn đây. Đây, công trình đáng tự hào để phát triển trí não cho con trai của con, hàng mơn mởn, hàng ngon đây. Trời ơi, má thấy chưa, con trai của má nói cái chuyện kỳ cục, anh chọc điên tôi đúng không? Má dẫn ghệ về nhà, vô phòng khách của tôi, đi khắp nhà của tôi, rồi hả cắn hạt cho nhau ăn, rồi còn nói là niềm tự hào nữa hả? Hai người hiểu lầm rồi. Tự làm cái gì? Ồ ghê vậy đó. Bây giờ bình tĩnh nghe tôi nói nè. Sao? Má biết không, là con đang trong cái quá trình mà con chắt lọc Omega thực vật cho con trai của con đó, mà đang trong quá trình tuyển chọn, cho nên là con phải vô trong phòng lạnh, con ngồi con lựa những cái hạt này nè. Đó, lựa này đó, hạt lép bỏ qua bên này đó. Đó, tươi ngon mơn mởn, tươi ngon mơn mởn để qua bên tiên chi. Sau đó con ép lấy dầu chắt lọc Omega. Mà biết không, Omega thực vật á là có rất nhiều Omega 3, rất là tốt cho trí não của con trai của con, là cái này nè. Trời ơi, con trai của mẹ đúng là thiên tài. Con ơi, nếu mà sẵn đó con chắc luôn DHA luôn đi con. Trời ơi, DHA bây giờ là xưa rồi má ơi. Bây giờ là người ta sử dụng Omega thực vật mới đúng. Ủa thiệt luôn hả anh? Thiệt. Nãy giờ anh chắc lọc Omega chứ không phải anh dẫn về nhà hả? Trời ơi, thấy chưa, cái người kỳ cục làm gì cũng kỳ cục hết trơn á. Mà má ơi, bây giờ DHA hay là Omega gì cũng là như nhau hết đó má. Sao vậy? Cũng như nhau vậy ta phân biệt làm gì? Thấy không? Omega là Omega, còn DHA là DHA. Đó, sao tự nhiên chung được? Dạ, tại vì á, ngoài DHA, Omega còn có EPA và ALA, rất tốt cho sự phát triển của trí não cho bé nè, rồi còn bảo vệ não nè, rồi chống oxy hóa nè, rất tốt cho tim mạch và thị lực cho bé nữa. Con mới tham gia chương trình nên con nhớ kỹ lắm. Ôi mẹ con, TV mẹ thấy á, người ta quảng cáo sữa đó, chỉ có DHA làm gì có vụ mà Omega trong đó. Không có, Omega thực vật là không có rồi. Bây giờ má không tin con đúng không? Bây giờ con sẽ mời một người để nói, để giúp má tin. Không. Anh là dẹp đi. Đó là chuyên gia. Mời chuyên gia. Thưa bác sĩ, ở tình huống vừa rồi chúng ta đã thấy được rằng câu chuyện được kể đây có sự xuất hiện của mẹ chồng và nàng dâu.
Nhưng họ không tranh cãi về câu chuyện gia đình mà là tranh cãi về một câu chuyện liên quan đến dinh dưỡng dành cho đứa trẻ trong nhà. Dạ thưa bác sĩ, khi mà tìm hiểu về việc bổ sung chất dinh dưỡng giúp phát triển trí não cho các bé, thường thì các bậc phụ huynh của chúng ta sẽ tìm được các từ khóa quen thuộc như là DHA nè, rồi EPA, rồi ALA và omega 3 nữa. Chúng giống và khác nhau như thế nào? Vậy thì xin bác sĩ hãy chia sẻ thêm về cách phân biệt các chất này ạ. Về bản chất á, thì DHA chính là chất béo omega 3, viết tắt từ cái từ là docosahexaenoic acid. Nhưng mà cái chất béo omega 3 ngoài DHA ra còn có những thành phần khác được nhắc đến như trong tình huống á, là EPA và ALA. Yeah. Thế thì EPA là viết tắt của chữ là eicosapentaenoic acid, còn ALA là viết tắt từ chữ alpha-linoleic acid. Đó cũng là những loại chất béo omega 3 thôi. Theo nghiên cứu của nhóm tác giả ở khoa y học tâm lý, Viện Tâm lý học và Y học thần kinh của Đại học King College London thuộc Vương quốc Anh năm 2019, thì dưỡng chất EPA có tác dụng làm cho trẻ tăng khả năng tập trung, tăng nhận thức đối với những trẻ mà bị rối loạn tăng động giảm chú ý. Đây là nghiên cứu vào năm 2019. Theo như nghiên cứu thì dưỡng chất ALA khi mà vào cơ thể đó, được hấp thu và chuyển hóa thì có thể tạo ra thành EPA và DHA. ALA là một dưỡng chất có tác dụng giúp phát triển não bộ, tăng cường sự tập trung chú ý, có tác dụng tăng khả năng miễn dịch. Ngoài ra đó thì người ta còn thấy rằng là dưỡng chất ALA còn có tác dụng là chất chống oxy hóa rất là mạnh và bảo vệ màng tế bào, chống lại sự tác động của những gốc tự do. Có một lưu ý là omega 3 là chất béo thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được mà cần phải bổ sung từ bên ngoài. Vậy thì để giải đáp cái tình huống ở trong cái tiểu phẩm vừa rồi, muốn cung cấp omega 3 và muốn cung cấp DHA thì chúng ta chỉ cần tập trung vào omega 3 thôi đúng không ạ? Bản chất là như vậy. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo thì như bác sĩ vừa phân tích thì chất omega rất quan trọng cho sự phát triển trí não của trẻ. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm là về vai trò cụ thể của omega đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không ạ? Omega 3 có tác dụng nhất định đối với sức khỏe của trẻ, đó là giúp phát triển não bộ, tăng cường trí nhớ, tăng sự tập trung, tăng cường thể lực, giảm nguy cơ bệnh lý tim mạch, giảm được triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ bị mắc những cái rối loạn này. Ngoài ra thì omega 3 còn có tác dụng là chống lại những cái bệnh tự miễn, giảm thoái hóa điểm vàng và chống khô mắt. Bổ sung omega 3 cũng có tác dụng trên da, làm cho da là mềm mại, mịn màng và chống lão hóa. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và như tất cả quý vị và các bạn vừa lắng nghe được rằng omega sẽ mang đến cho con em chúng ta rất là nhiều các dưỡng chất và hỗ trợ về cái việc là giúp cho da tốt hơn nè, rồi kể cả thị lực nữa. Và bên cạnh đó là cái vấn đề quan trọng nhất là về trí não của các bé, phải không ạ? Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và gần đây thì việc bổ sung omega thực vật cho trẻ đang dần trở thành một xu hướng được các bà mẹ lựa chọn. Vậy thì không biết là bác sĩ có những nhận xét cũng như là có những cái lời khuyên gì đối với các bậc phụ huynh trong cái vấn đề này ạ? Việc các bà mẹ mong muốn bổ sung cho con mình những cái sản phẩm omega chiết xuất từ thực vật thực sự là rất là có cơ sở. Bởi vì trong một báo cáo tổng quan của 18 thử nghiệm lâm sàng đến từ một nhóm chuyên gia từ Anh, từ Tây Ban Nha, từ Hà Lan và dẫn đầu là tiến sĩ Campboy, cho thấy chất béo omega thực vật có vai trò trong việc xây dựng nhận thức tư duy của trẻ, tăng khả năng học hỏi, tăng khả năng ghi nhớ và đánh giá. Ngoài ra còn liên quan đến sự phát triển về thị giác, giúp trẻ thông minh, phản xạ nhanh và ghi nhớ tốt. Một ưu điểm của omega thực vật có được mà omega chiết xuất từ động vật không có, đó là có chứa chất ALA. Thì khi dưỡng chất này vào cơ thể được hấp thu, được chuyển hóa thì sẽ giúp cho phát triển não bộ, tăng dẫn truyền thần kinh, giúp cho bé có phản xạ nhanh và ghi nhớ tốt, tăng sự tập trung chú ý, bảo vệ màng tế bào và tăng cường miễn dịch. Đồng thời khi mà những cái sản phẩm xuất xứ từ thực vật thì nó có mùi vị dễ chấp nhận hơn là những cái chiết xuất từ động vật. Hơn nữa là dễ tiêu hóa, dễ hấp thu và có bổ sung thêm vitamin E thì giúp bảo quản tự nhiên và sản phẩm không có bị biến chất. Tuy nhiên khi chọn sản phẩm bổ sung cho con mình thì phụ huynh nên chú ý là chọn những cái sản phẩm nào được sản xuất ở trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, và cũng nên chú ý chọn lựa nhà phân phối
có uy tín. Rất cảm ơn những kiến thức bổ ích mà bác sĩ đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và qua lời tư vấn của bác sĩ, hy vọng rằng các bậc phụ huynh đã nắm rõ DHA chính là một loại omega 3. Và bên cạnh DHA, omega còn bao gồm EPA, ALA là những dưỡng chất vô cùng quan trọng cho sự phát triển trí tuệ và sức khỏe nói chung của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Quý vị đã có thêm những kiến thức để có thể lựa chọn và bổ sung omega thực vật cho bé một cách hợp lý. Hãy nhớ rằng bổ sung omega thực vật cho trẻ càng sớm càng tốt quý vị nhé. Còn những nhân vật trong tình huống của chúng ta ngày hôm nay, sau khi nghe tư vấn thì họ sẽ như thế nào? Xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với phần tiếp theo của tiểu phẩm. Đó, giờ má thấy chưa? Má hiểu chưa? Ồ, hóa ra DHA cũng là omega 3. Dạ. Trong omega đó còn có EPA. EPA đúng rồi. Dạ, ALA. Đó, nó rất là tốt cho cái sự phát triển trí não cũng như là thị lực và tim mạch của bé. Dạ đúng rồi. Má với anh biết không, chuyên gia người ta khuyên là nên sử dụng omega, nhưng mà omega thực vật lại càng tốt hơn nữa. Bởi vì giúp cho con mình á phát triển nhanh nè, rồi phát triển trí não nè, tập trung, phản xạ nhanh và không có bị phân tâm nhiều, rồi cả thị lực cho bé nữa đó anh. Em nói cứ y như em là chuyên gia vậy đó. Em tìm hiểu chứ bộ. Rồi thôi bây giờ mời chuyên gia, mời với má ra ngoài giùm con cái đi nha. Có làm gì, anh dẫn vợ về nhà được phải không? Trời ơi, tôi mà có dẫn, tôi dẫn về đây kia kia bắt qua tang. Mệt ghê vậy đó. Lại cái đồ đúng không? Có, trong đầu không bao giờ nhen nhóm cái định tất trơn trời đó. Chứ giờ làm gì? Ý nó là ra ngoài đi, để cho anh tập trung. Anh ngồi anh lựa hạt, để còn đi ép lấy dầu nữa. Hả? Trời đất quỷ thần ơi, bao nhiêu đây ép tới chừng nào mà có dầu đây ta? Tới chừng có dầu là cháu má lớn sộn rồi. Đúng rồi. Anh á, muốn tốt cho con á, thì tìm hiểu kỹ rồi phải mua đúng sản phẩm. Nhưng mà mất thời gian lắm. Em biết anh khó khăn trong việc lựa chọn. Em đã mua cho anh sẵn rồi. Đây nè, đọc đi. À, con biết rồi. Đây là sản phẩm omega thực vật được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, hỗ trợ phát triển não bộ và thị lực cho bé. Omega thực vật giúp nâng cao chỉ số thông minh, tăng khả năng học hỏi, ghi nhớ, đánh giá, tăng khả năng tập trung bắt chước. Nhờ vậy bé sẽ thông minh, phản xạ nhanh, ghi nhớ tốt. Sản phẩm này không tanh nha, dễ uống mà dạng nhỏ giọt rất là tiện dụng nữa. Ồ vậy hả con? Dạ, đặc biệt là trẻ từ 1 ngày tuổi thôi là đã có thể dùng rồi. Đúng là trứng khôn hơn vịt, thấy không? Lấy được con vợ lanh lợi như vậy thiệt á, chả bù cho thằng con của má. Cảm ơn vợ. Kể từ nay mình có cái sản phẩm này rồi á, mình sẽ giúp cho con mình phát triển trí não, rồi nhiều cái khả năng khác nữa. Dạ. Mà không cần phải ngồi đi ép từng hộp giống vậy. Dạ đúng rồi. Và một lần nữa thì Quốc Bảo thay mặt cho chương trình Bác sĩ Nhi Khoa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành trong khung giờ quen thuộc . Xin được cảm ơn bác sĩ đã xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị ơi, nếu như tất cả quý vị khán giả còn có những thắc mắc về cách chăm sóc sức khỏe cho bé thì hãy gọi ngay cho chương trình qua số điện thoại hotline, đó chính là 1800 8070. Các chuyên gia và các bác sĩ của chương trình sẽ sẵn sàng để giải đáp cho tất cả quý vị khán giả. Và đặc biệt chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Omega Junior. Omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thị lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ Hoàng Thị Thanh Thủy xin được gửi lời cảm ơn, gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ quen thuộc của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời, mình đã dặn rất là kỹ rồi. Phải tuyển, phải lựa cho mình những cái em mà ngon ngon. Hàng mới, hàng lựa, hàng chọn. Em này lép quá. Trời đất ơi. Cái gì vậy?